Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chuyến du xuân định mệnh đã cướp đi một lúc ba người thân trong gia đình. Trong đám tang, người thân và bà con lối xóm không khỏi xót thương, tiếc nuối, theo bà Dân Trí. Chiều 19 tháng 2, căn nhà của gia đình ông Phan Đình Cử, sinh năm 1946, ở thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đông người đến, tập trung lo hậu sự cho ba nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Nhiều người chuẩn bị các thủ tục đưa cho cốt của con dâu và hai cháu nội ông Cử là chị Lê Thị Hát, sinh năm 1983, cháu Phan Lê Khánh Vờ, sinh năm 2009 và Phan Đình Quy, sinh năm 2015, về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Hôm 18 tháng 2, chiếc xe chở gia đình chị Hát bị tai nạn trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hậu quả khiến chị Hát cùng hai con tử vong, còn chồng chị là anh Phan Đình Quy, sinh năm 1978 và tài xế Phan Đình Kiều, sinh năm 1969, may mắn thoát nạn. Ngồi bần thần bên góc nhà, ông Phan Đình Cử, bố chồng chị Hát, buồn rầu khi nhắc đến sự ra đi đột ngột của con dâu và hai cháu nội thân yêu. Ông Cử tâm sự, đây là một cú sốc lớn đối với gia đình tôi. Hôm xảy ra sự việc, tôi đang ở nhà bất ngờ nghe con gái gọi điện, không xong rồi. Khi biết gia đình Hát gặp nạn, tôi như chết lặng. Ông Cử có ba người con, anh Quy là con thứ hai trong gia đình, hiện công tác tại một công ty xây dựng chuyên về thủy lợi và nông nghiệp. Nhiều năm qua, cả gia đình anh Quy sinh sống tại thành phố Thanh Hóa, còn ông Cử ở nhà một mình. Đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cả gia đình anh Quy về nhà ăn Tết cùng ông Cử. Đến ngày mùng 6 Tết, gia đình anh Quy dùng ô tô cá nhân vào tỉnh Quảng Ngãi để thăm bạn bè du xuân đầu năm mới. Đến ngày 18 tháng 2, trên đường về quê, anh Quy đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều cùng về vui xuân thăm bà con lối xóm. Thế nhưng, chuyến đi định mệnh ấy đã cướp đi một lúc ba người thân của anh. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Quy gọi điện cho ông Cử để thông báo cả gia đình đang trên đường về nhà. Cách thời điểm tai nạn khoảng 2 tiếng, tôi và con trai gọi điện nói chuyện với nhau. Nó bảo đang trên đường về, không ngờ bố con chưa kịp hội ngộ thì ra cơ sự này. Giọng ông Cử run run khi nhắc lại sự ra đi của con, cháu. Theo ông Cử, vợ chồng anh Quy sinh sống chan hòa, hiền lành, thường xuyên về thăm bố mỗi khi rảnh rỗi. Đặc biệt, hai con của anh Quy rất kháu khỉnh mỗi khi về quê. Ông cháu thường xuyên chơi cùng nhau. Sự ra đi đột ngột của con và các cháu khiến ông như gục ngã. Trước đó, như báo Dân Trí đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, tài xế Phan Đình Kiều chở theo 4 người trong một gia đình cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, đi trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn theo hướng Nam Bắc khi đến km 48+200. Trong lúc vượt xe phía trước, xe ô tô con do tài xế Kiều điều khiển đã va quyệt với xe container biển kiểm soát 63C-13659 chạy cùng chiều, sau đó lao sang phần đường ngược chiều và chạm vào xe tải mang biển kiểm soát 63H-00568. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Theo VTC News, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe ô tô con bị hất văng ra khỏi cao tốc trong tình trạng biến dạng hoàn toàn. Xe đầu kéo đâm vào phần đầu của xe tải nằm chắn ngang cao tốc, cả hai xe hư hỏng nặng. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm một người chết và hai người bị thương. Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, ông Phan Đình Kiều, 55 tuổi, trú tại Kon Tum, lái xe ô tô con biển kiểm soát 36A-48567 trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, theo hướng Đà Nẵng – Quảng Trị. Trên xe lúc này chở theo 4 người trong gia đình gồm anh Phan Đình Quy, 46 tuổi, vợ là Lê Thị Hát, 41 tuổi và hai cháu là Phan Lê Khánh V, 15 tuổi và Phan Đình Quy, 9 tuổi, cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi xe đi đến km 48+200m, cao tốc Cam Lộ – La Sơn, thuộc địa phận thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, ô tô 36A-48567 đã va chạm với xe đầu kéo 63C-13659 kéo theo rơ móc 63R-00227 do anh Huỳnh Văn Dũng, trú tại Tiền Giang, đi cùng chiều phía trước, cùng làn đường. Sau va chạm,
xe ô tô con lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị Đà Nẵng rồi tông vào ô tô tải biển số 63H00568 do anh Lâm Văn Tâm trú tại An Giang cầm lái đang đi trên phần đường ngược lại. Cú va chạm khiến ô tô con lao xuống vực bên phải phần đường một chiều. Sau đó, ô tô tải 63H00568 bị xe đầu kéo 51D15090 kéo theo rơ móc 51R34920 do anh Nguyễn Tấn Đạt cùng trú Quảng Ngãi cầm lái đi ngang cùng chiều phía sau, tông vào phần đuôi. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 14 CDTTG ngày 18 tháng 2 năm 2024, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông tin. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ. Vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2024, tại km 48 200 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36A48567 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C13659, hậu quả làm 3 người chết. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới các thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tổn hại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và công điện số 10 CDTTG ngày 29 tháng 1 năm 2024 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ hội xuân năm 2024. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Xác định, làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Đặc biệt, lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chủ động có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tốt nhất, an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 18 tháng 2, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có báo cáo gửi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 48 200 trên cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào trưa cùng ngày làm 3 người tử vong. Trước đó, vào chiều 18 tháng 2, cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can Phan Đình Kiều, người điều khiển xe gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam lộ La Sơn làm 3 người tử vong. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân được xác định ban đầu do người điều khiển xe biển số 36A48567 vượt không đúng quy định gây tai nạn. Vụ tai nạn giao thông hiện đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra làm rõ. Kết quả bước đầu xác minh cho thấy, lái xe điều khiển các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông không vi phạm nồng độ cồn, kết quả test nhanh ma túy đều âm tính. Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay,
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương tới hiện trường, chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an huyện Phong Điền và các đơn vị liên quan tiến hành cấp cứu người bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện, thu thập thông tin ban đầu. Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ thân nhân gia đình nạn nhân tử vong mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.